xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với game chiến dịch huyền thoại Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ làm chuyên mục về mỗi ngày một vũ khí khủng. Vũ khí hôm nay chúng ta lựa chọn đó là khẩu F2X vô song. Thì các bạn thấy đây là phiên bản FRF2, nhưng mà nó lại có tên là F2X vô song. Khẩu này thì nó đẹp mắt hơn khẩu FRF2. Thì ngoài ra thì không biết là cái khả năng bắn của nó tới đâu. Mình thì rất ít sử dụng súng bắn tỉa, nhưng hôm nay có được khẩu súng này trong tay thì mình cũng mang ra bắn thử trải nghiệm về khẩu súng này. Tại vì từ lúc chiến dịch huyền thoại Việt Nam ra mắt tới giờ thì mình chưa chơi thử khẩu này. Bên Trung Quốc thì chơi rồi, Việt Nam thì chưa chơi. Hôm nay nhân dịp mỗi ngày một vũ khí khủng thì mình sẽ sử dụng khẩu này ra trận chơi thử cho các bạn cùng xem. Hy vọng thì chúng ta có một khẩu súng tuyệt vời và có những ván đấu thật là tuyệt vời. Thì để sử dụng khẩu súng này, mình sẽ đi kèm với nó là một khẩu súng máy. Các bạn thấy cho nó đẹp đôi. Ở đây thì mình sử dụng khẩu M4 đi, phá tường cho nó nhanh các bạn ha. M16A3 thì không ngon lắm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng khẩu này ra trận bắn BK. Thì phát bắn của nó rất là dữ các bạn, trúng đầu tới hơn 2000 máu và mình có cự ly gần, một viên không nổ. Như vậy thì gần nổ thôi, chứ một viên thì không nổ được. Thì khẩu này các bạn nhìn thì nó sẽ rất là đẹp mắt. Đẹp mắt hơn khẩu FRF2 rất là nhiều. Khẩu này các bạn thấy là gáo lên trước ngay. Không có gì phải bàn cãi cả. Hai viên các bạn, mình nghĩ là hai viên đó, hai viên là chết. Lăn quay đi chết nha. Ngàn tám, cái khẩu này thì tùy hứng, các bạn thấy gì đó, lúc nó lên 2004, lúc 1008 chúng ta cũng đều bắn trúng đầu như nhau cả. Có thể là nó có thêm ăn sát thương. Tại vì lúc đầu mình chưa coi kỹ về khẩu này, xong bắn đấu này mình sẽ quay lại coi kỹ hơn về khẩu này cho các bạn xem. Nếu như mà mình chơi thì mình có thể là xoay vòng khẩu này với lại khẩu súng máy thì có thể là rất là nhanh. Ở đây thì nó không có thêm thông tin của nó, thì không có thêm kêu gì cả. Đây thì nó cũng không có kêu gì cả các bạn. Có khả năng là chúng ta tùy theo những phát bắn, tùy theo vị trí thì nó sẽ có những cái lượng máu mà ăn khác nhau. Bùa mình nó lượm rồi các bạn, mình vừa hạ nó gần tí máu là bùa mình nó lượm rồi. Khẩu này rất là phê các bạn, nếu như mà chúng ta cài ép mà canh nào mà còn ít máu á thì rất là sướng đó. Hai viên thôi các bạn, hai viên một kill một mạng cũng rất là xứng đáng.
chỗ đó lời vẫn bắn trúng các bạn. Đây này, đấy em bắn trúng tường rồi. Như vậy là phe mình đã giành chiến thắng rất là nhanh. Mình sẽ chơi lại cho các bạn coi. Khẩu bắn tỉa này thì bắn rất là phê, phê hơn khẩu FRF2 rất là nhiều. Mặc dù thì nó cũng không có kill gì đặc biệt so với FRF2, mình nghĩ chắc khả năng là lực chiến của nó cao hơn. Mới vào mà nó làm mình nó tuột máu à. Dùng cái lựu đạn với lại một phát bắn thôi chết luôn các bạn. Cái lựu này thì phải bắn trúng, phải bắn trúng rồi. Trúng rồi giết. Thôi bồ mình nó lượm luôn rồi các bạn. Như vậy là kết thúc ván đấu rất là nhanh chóng. Mình tiêu diệt được 9 mạng. Thử BK44 các bạn ha. BK44 mà chui vào góc bắn thì cũng được khá mạng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chế độ BK44 nha các bạn. Đây các bạn thấy thì đầu tiên mình được bắn đầu tiên vào cái map này rồi. Lát nữa mình sẽ chơi thử chế độ đầu to cho các bạn coi thì cái khẩu súng này khi vào đầu to thì nó bắn như thế nào và có một hit một mạng hay không. Trúng đầu rất là ác liệt các bạn, 2.000 máu, con số rất là khủng. 1.800, nó tùy theo từng tình huống. Có nhiều pha chúng ta bắn 1.800, nhiều pha chúng ta bắn 2.400, bắn vào người khoảng 1k. Đó, người cũng được ta 6 luôn các bạn. Rất là bá đạo. Ở bên Trung Quốc thì nó có rất là nhiều những khẩu súng rất là dễ, rất là ghê. Việt Nam mình thì những khẩu như thế này thì cũng gọi là VIP rồi. Các bạn giữ lại khẩu SRF2. Các bạn thấy thì sau cái tường này nó vẫn bị lòi một xíu nha các bạn. Ta cố gắng bắn vào đó thì vẫn bị chích đạn như thường.
Đây, đó các bạn thấy nó lòi cái khúc tay sau ra. Nếu như chúng ta bắn vào thì vẫn trúng đạn. Hầu hết thì game này nó chơi cái chế độ này nó hay hơn. Chế độ di chuyển tự do thì nó không hay bằng những cái tựa game khác. Rất là tuyệt vời các bạn, khẩu súng bắn tỉa này chơi rất là phê. Các bạn cố gắng làm nhiệm vụ BK mỗi ngày, chúng ta lấy thêm kim cương. Xong nhiệm vụ chúng ta được 10 kim cương. Các bạn chơi BK loạn đấu 3 ván cũng được 10 kim cương. Bây giờ mình sẽ thử chế độ đầu to này cho các bạn coi. Đây, mình sẽ cố gắng tiêu diệt một tờ tiên để cho cái đầu nó to lên thì các bạn sẽ thấy là nó bá đạo như thế nào. Đó, cái này bị lên rồi các bạn. Các bạn thấy mình chọi pha gì rồi, nó trúng cái bảng á. Nó trúng cái bảng là không. Không đến được mục tiêu. Rồi, một viên chết luôn các bạn, một viên vào đầu. À, bây giờ là lúc mà chúng ta đã kế hoạch xong cái bộ đầu to. Bây giờ là mỗi mạng một viên thôi. Rồi, double luôn. Ôi, phục. Đó, một viên. Các bạn giờ chỉ cần tỉa vào đầu một viên là một mạng. Với chế độ này thì chơi nó tiêu hơn rất là nhiều tiêu. Rất là ảo các bạn. Súng khẩu súng bình thường như thế này nhưng mà vẫn nã được. One hit, one kill. Ôi, vẫn trúng luôn. 4.900 luôn các bạn. Máu của chúng ta thì khoảng hơn 3.000 thôi. Cái kiểu này thì sẽ không chịu nổi đâu. Bây giờ thì mỗi viên một em. Rất là nhanh chóng đúng không các bạn? Mỗi ván đấu trải qua rất là nhanh. 18-0. Các bạn thấy thì một viên một em thì bắn 18-0 là bình thường. Mình sẽ chơi lại một ván nữa cho các bạn coi về độ bá của khẩu súng này. Nếu như mà chúng ta có khẩu súng này trong tay thì sử dụng đi BK cũng rất là tuyệt vời. Hoặc là khẩu súng gun. Những bạn nào mà chơi súng bắn tỉa hay thì BK rất là lợi thế. Trong đó mình thì mình rất là ít sử dụng súng bắn tỉa cho nên là lâu lâu có thì chơi, không có thì không sao cả. Trong kho mình vẫn có vài khẩu các bạn. Double kill luôn các bạn. Double kill tiếp luôn. Mình chọn thấy đều đạn 2 mạng xong bắn quả dục bazooka chứ thêm 2 mạng nữa là 4 mạng một lúc. Các bạn thấy là quá tuyệt vời. Bắn chúng người hơn 2.000 máu nó không chết các bạn. Thì bắn vào đầu. Rồi các bạn thấy cái đoạn này chúng ta là
em là một viên rồi. Quá đã đúng không các bạn? Với khẩu này thì không có gì phải bàn cãi, chỉ cái bộ phê của nó thôi. Quá tuyệt vời. Mình chọn chất liệu đạn chưa kịp là để hết rồi. Thì video của mình quay đến đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.